mới dám xông ra tất bật và tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không sợ. Mà tôi đã sửa xong cái máy bơm cho bà rồi đấy. Mà lần này bà nhất định phải nghe tôi đi khám bệnh xem thế nào bà nhé. Tôi biết rồi. Thế ông này định đi đâu ạ? Thì hôm nay ngày nghỉ, tôi cũng định ở nhà với bà để làm việc nhà, nhưng lại phải xuống dưới chi thung học các hộ dân để triển khai. Quần áo tôi là lượt hết cả rồi, treo ở trong móc trong phòng ngủ ấy. Tôi biết rồi, bà lúc nào cũng là chú đáo nhất. Không phải Ninh. Thì bà cũng biết. Tôi biết, ông là chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, việc nhà việc cửa tất bật thì thế nào cũng được. Thế nhưng mà khi đi triển khai nhiệm vụ là phải ăn mặc cho nó tương tất đàng hoàng, như vậy vừa là tôn trọng bản thân vừa là tôn trọng bà con. Chỉ có bà là hiểu tôi nhất. Tôi sẽ ăn... Ông sẽ đi hết ngày. Ông là người cán bộ được dân tin tưởng tín cầu, cho nên ông phải thực hiện cái nhiệm vụ của đảng của nhà nước giao. Rồi hôm nay ông lại đi xóm để triển khai nhiệm vụ với bà con. Ông lại về muộn đúng không? Tôi hứa với bà hôm nay tôi sẽ về sớm hơn mọi ngày. Ôi giời, tôi nghe cái câu này mãi nó quen rồi. Ở với ông gần 20 năm nay chứ có ít gì đâu. Tôi thấm dần với ông ạ. Thì tôi có một hậu phương vững chắc như thế này thì tôi mới yên tâm công tác, đúng không nào? Ông á, chỉ được cái tài, nói hay nói giỏi thôi. Thì tôi nói thật là bà, nếu không có bà quan xuyến công việc gia đình, lại chia sẻ với công việc của tôi, thì làm sao tôi được như ngày hôm nay? Tôi thấy cái cảnh ăn cơm nhà phát tù và hạng tổng của ông chẳng giúp gì được cho cái gia đình này cả. Sao bà lại nói như vậy? Tôi làm nhiệm vụ của đảng và của tổ chức phân công mà. Bà phải tự hào về tôi chứ. Vâng, tôi lúc nào mà chả tự hào. Có chồng là chủ tịch mặt trận tổ quốc, phong độ, thương vợ, thương con. Đúng đấy nè, bố con là nhất. Lại còn được cả cô nữa, con gái con đứa, đi từ sáng đến bây giờ mới chịu về. Kìa mẹ, con gái mẹ là bí thư chi đoàn, lại đang khởi nghiệp làm kinh tế. Con đi sớm về muộn là chuyện bình thường mà mẹ, mình phải ủng hộ con chứ. Nhà thì có ba người, bố cô thì đi mất mặt từ sáng đến tối. Mà cô rảnh rỗi quá hay sao? Lại còn đi xin thầu những cái đất của hợp tác xã để còn làm việc là thế nào? Thế bây giờ một mình tôi ở nhà đấy ạ? Mẹ ơi, xã mình thời tiết thuận lợi để trồng các loại rau trái mùa. Hiện nay xã ta đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khuyến khích mỗi người, mỗi nhà đều chăm lo cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Xã ta sẽ ngày càng đẹp hơn, khang trang hơn đấy mẹ ạ. Cổ chỉ cái lý luận là giỏi. Mẹ, con còn trẻ, con muốn trải nghiệm và làm giàu trên chính quê hương mình. Con tin là với sự giúp đỡ của trung tâm khuyến nông huyện, con sẽ làm tốt mẹ. Con nói được đúng đấy bà, tôi với bà phải ủng hộ nó chứ. Đặng tôi có nói lại được với bố con nhà ông. Bố ơi, chắc mẹ vẫn giận mình, luôn họ mẹ giúp gia đình xong đi lúa tôi kịp lại nhà với bố ạ. Xin lỗi bà, hôm trước tôi với con Hằng cũng định chạy thật nhanh về giúp bà, nhưng mà cơn mưa kéo đến nhanh quá bà. Mà bà xem đấy, ruộng nhà bác ấy thì sắp bị ngập úng nên mọi người huy động thu hoạch giúp. Ruộng nhà mình thì cao hơn, không ảnh hưởng. Để ngày nghỉ, gia đình mình cùng làm, bà lại không chịu nghe. Để ngày nghỉ, rồi hai bố con ông lại đi mất mặt từ sáng đến tối như ngày hôm nay, thì để lúa của tôi nó bọc mầm với ngoài ruộng à? Mẹ ơi, lần sau bố con hứa sẽ lên kế hoạch công việc khoa học hơn để thỉnh thoảng ngày nghỉ ở nhà giúp mẹ bố nhở. Đúng. Thế tóm lại, hôm nay bố con ông lại đi chứ gì? Thôi, tôi không nói nữa, tôi đi làm đây. Hiểu chưa? Bà từ từ đã, tôi có việc này muốn bàn với bà. Ông còn có cái chuyện gì nữa ông nói nhanh nhỉ, không còn đi làm. Thì cái việc triển khai đề án du lịch đấy bà. À, đề án du lịch à? Làm du lịch là tôi hoàn toàn nhất trí nhá. Tôi tính rồi, cái mảnh đất ở dưới thung ông bà ngoại cho ấy, hàng năm cũng chỉ trồng cây măng, cây ngô, rồi cũng chỉ để cho các ông, bố con ông đến đùa măng lại làm quà cho bạn ở xa ở gần. Tôi tính rồi, mai kia phải làm du lịch, khi mà đất lên giá nhá, tôi sẽ bán đi một mảnh. Lúc ấy tôi đầu tư vào cái vườn rau su su của mình, lúc đấy nó đẹp rộng hơn. À mà con Hằng, mày nói cái gì nhở? Khi mà có khách du lịch đến là họ vào thăm vườn mình ấy, cái gì nhở Hằng nhở? Thì tham quan trải nghiệm ở cái vườn nhà ta đấy không? Mẹ. Nhưng mà mẹ không được nghe mấy người lời mấy người đi chuyên đi thổi ra đất để bà con họ bán hết đất đi đấy mẹ nhá. Còn nói đã đúng đấy bà. Bà nhất trí làm du lịch là đúng với chủ trương của xã mình rồi. Nhưng việc bán đất thì không nên bà. Mà tôi cũng đang định bàn với bà việc hiến đất để xây nhà văn hóa mới. Cái gì? Hiến đất để xây nhà văn hóa? Xóm mình có nhà văn hóa thì còn gì?
thì xã ta đang triển khai dự án du lịch các xã vùng cao theo chủ trương của huyện, của tỉnh, mà xã ta, xóm Bắc Thung của chúng ta để được chọn là điểm để xây dựng du lịch cộng đồng mẫu đấy bà. Tôi không cần biết mẫu hay miếng gì hết, mà ông nhé, ông văn hay chữ tốt, đáng nhẽ ra cái bản đấy, cái việc này ông phải tính toán toán chứ lái làm sao cho nó sang cái vườn nhà bên cạnh chứ lại sao lại cái vườn nhà mình mà ông nhầm vào thế nào. Mẹ ơi, việc này chẳng phải muốn lái đi đâu mà lái được đâu mẹ ạ. Xã ta đang thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Hội phụ nữ đã trồng một đường hoa thật đẹp trên các tuyến đường liên xóm. Thanh niên bọn con đã tổ chức tình nguyện phát quang bụi rậm, xây hồ rác tập trung. Giờ còn mỗi nhà văn hóa do hai xóm sắp nhập, sinh nhạc hoạt hội hè, sân không đủ chỗ. Hiện nay đã quy hoạch sang khu đất mới, mà vườn nhà mình lại ngay liền kề. Mình hiến đất cho xóm một ít để mở rộng nhà văn hóa mẹ nhé. Tôi nói cho bố con nhà cô biết nhé. Tôi là tôi không nhất trí, một tóc tôi không hiểu. Thôi, không nói nhiều nữa, tôi đi làm đây. Con Hằng, vào trong kia thay quần áo, ra xong nhà giúp mẹ. Nhanh lên. Bác ơi, có ai ở nhà không ạ? Chào chào bác, chào cô bạn ạ. Bác dân cô bạn ạ. Người ơi, bác em nghe cháu Hằng nói dạo này bác không được khỏe. Bà nghe em đi dừng được ít cây thuốc, em mang sang cho bác cô uống, tốt lắm đấy bác ạ. Vâng, cảm ơn cô, tôi cũng bệnh thường ấy mà cô. Thôi, để mời cô vào nhà uống nước ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, mời cô. Mời bác nước. Em mời bác uống nước ạ. Uống nước không? Dạ. Trung Minh này. Vâng. Hôm trước, xóm ta có bắt đầu đến con em đi làm ăn xa, quyên góp ủng hộ để xây nhà văn hóa mới. Bác Văn nhà mình trong Nam có gọi về và đóng góp cho xóm. Quý hoa quá chú ạ, thay mặt cho bà con nhân dân, chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng bác Văn và gia đình chú. Không có gì đâu bác ạ, bác Văn nhà em cũng có trao đổi với em là muốn đóng góp một chút gì đó cho quê hương, nhưng đợt này mới có dịp bác ạ. Bác ơi, lên nữa triển khai họp ngoài việc khảo sát các hộ làm dịch vụ lưu trú, thì ta cùng bà con và luôn về việc thành lập các tổ dịch vụ khác nữa cho kịp thời tập huấn bác ạ. Mặc dù dự án mới được triển khai, nhưng mà tôi thấy bà con cũng đã bắt đầu cải tạo cảnh quan, chỉnh trang nhà cửa rồi đấy cô ạ. Còn việc xây nhà văn hóa, ý cô nhà thế nào chú Minh? Thì cũng chưa đồng ý đâu bác ạ. Nhưng yên tâm, tôi với con bé Hằng sẽ thuyết phục. Tính với em là như vậy, nhưng nói phải là đồng ý ngay mà bác. Được như thế thì tốt quá rồi. Thế thôi, để mời bác với cô ăn ít quả. Quý ở trên sóng xô gửi xuống ngọt lắm cô ạ. Thôi để mời cô. Mà đấy cô xem, cái con bé Hằng nhà tôi lớn lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Chắc lại bảo bác Dân, bác đi xem cái ảnh vườn rau của nó đấy mà. Con Hằng, mày này làm việc gì bác Dân đấy hả? Mẹ cứ như Tào Tháo ấy. Còn bà bác Dân đang tranh thủ và xem tin tức báo Hòa Bình. Thời đại công nghệ 4.0 thuận lợi lắm mẹ ạ. Xem tin tức thật sự lúc nào cũng được. Cháu nói đều đúng đấy bác ạ. Tôi nói với cô nhá, bây giờ các cái thông tin ở trên mạng ấy, người ta đưa lên không phải cái gì cũng tin được đâu cô ạ. Mẹ cứ yên tâm vào các trang chính thống như báo Hòa Bình điện tử này, trang thông tin điện tử của huyện Tân Lạc này, trang thông tin điện tử của xã Quyết Chiến này, rồi là các Facebook báo Hòa Bình này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc 24 giờ này, Quyết Chiến 24 giờ này thì sẽ cập nhật được rất nhiều thông tin đấy mẹ ạ. Thế à? Nên xem này. Thế nhưng mà tiệm nhẹ quá, cô ấy. Cô xem chúng tôi. Dạ. Dạ. Bài biết đưa tin về những gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã ta đấy bác ạ. Ở xã ta? Cô đọc tôi nghe xem nào. Nhiều bài viết hay lắm đấy bác. Trên trang thông tin của xã Quyết Chiến có bài này: Quyết Chiến huy động mọi nguồn lực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, động nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng nhà văn hóa, trạm y tế, đường giao thông, tiêu biểu như hộ bà Đinh Thị Khuyên và ông Bùi Văn Biên sắm miệng đấy bác ạ. Bà Khuyên, ông Biên à? Hai cái hộ này ở mặt đường mà nhà đất đâu mà hiến lắm thế? Thì hiến đất ở trước cửa nhà bác Khuyên để xây dựng đường giao thông nên giờ mới có con đường đẹp trải dài qua trung tâm xã ta đấy mẹ. Còn nhà bác Biên thì hiến đất ở vườn nhà bác ấy để mở rộng khuôn viên nhà văn hóa đấy ạ. Thế mà nhà mình nói đến mẹ cứ... Cái con bé này. Bác ơi, nhân dân và đảng và nhân dân cùng làm để xây dựng nông thôn mới được nhân dân trong tỉnh, trong huyện, trong xã đồng tình ủng hộ lắm đấy bác ạ. Bác xem đây này, xã Đông Lai, xã Thanh Huế và cả xã Phong Phú ngay cạnh xã ta đây này bác. Ngay cạnh xã mình cơ. Con Hằng, mày xem này, đẹp thế, đẹp quá mẹ. Nhà văn hóa sáng trưng như này mà còn có cả đường hoa nữa. Đẹp, ủa, mẹ. Đẹp quá cô ạ. Đây, con nói rồi mà mẹ cứ không tin. Đúng rồi đấy cô ạ, xóm ta mới sắp nhập
các công trình cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo cho nhu cầu của bà con nhân dân. Các ban ngành đoàn thể đã và đang vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Khi nào hoàn thành, sóng ta sẽ đẹp lên rất nhiều, đời sống của bà con nhân dân ngày càng được nâng lên đấy cô ạ. Bác ơi, rồi xã ta sẽ có đường rộng, xóm ta sẽ có nhà văn hóa đẹp như trong tranh. Chỉ cần bác đồng tình là ngay ngày mai thôi, chúng ta có thể khởi công xây dựng nhà văn hóa được mà. Đúng không bác dân? Ngày mai, ngày ngày mai, bác với cô nói thế nào chứ? Tiền ở đâu? Tiền ở đâu ra? Bác ơi, cấp trên thì đã hỗ trợ một phần kinh phí, bà con ta chỉ đóng góp một chút thôi vào ngày công lao động. Hiện tại lực lượng dân quân đang diễn tập chiến đấu phòng thủ, trong đó có nội dung làm công tác dân vận thì sẽ cùng xây dựng nhà văn hóa đấy bác ạ. Lạ nhỉ, cấp trên có ở đây suốt đâu mà sao cũng nhiều thế nhỉ, hay là mình cũng... À mà thôi. Bác ơi, bây giờ tỉnh ta, huyện ta đang khuyến khích phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, mà nhà bác lại có địa điểm đẹp như thế này. Chỉ cần đầu tư cải tạo xây dựng theo định hướng của xã, rồi trang trại sinh thái hôm tây sẽ thu hút được nhiều khách, vừa quảng bá được văn hóa địa phương, vừa có thêm thu nhập đấy bác ạ. Nhưng trước mắt chúng ta phải có nhà văn hóa mới thật đẹp để là nơi sinh hoạt cộng đồng cho mọi người đó cô ạ. Mẹ đồng ý mẹ nhá. Thì mẹ cũng phải để cho mẹ suy nghĩ xem cái hồn sụn tây nó là cái gì chứ gì mẹ. Mẹ đã tính cả tháng này rồi đấy. Bố và con là đã biểu quyết đa số rồi mà mẹ. Thì bố cô có cái gì chẳng mặn cho lạng cho nước hết. Thời gian qua, các ngành cùng toàn thể bà con xã ta đã nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Chủ trương là nhà nước và nhân dân cùng làm. Rồi đây, nhà văn hóa sẽ được xây xong. Các ngành, các hội sẽ bắt đầu trồng hoa và làm đường điện sáng. Dự án du lịch các xã vùng cao sẽ được triển khai, bộ mặt nông thôn, đời sống bà con sẽ đẹp hơn nhiều, sẽ thay đổi nhiều đấy bà. Chúng tôi biết vườn nhà mình là tài sản và công sức mà bác chăm sóc hàng ngày, nhưng để xóm ta là một khu dân cư kiểu mẫu thì bác đồng ý bác nhé. Thì nào tôi cũng có hẹp hỏi gì đâu, thế nhưng mà bác với cô xem đấy, ông nhà tôi cứ nói là chờ ý kiến của tôi, thế nhưng mà có bao giờ là không làm theo ý của hai bố con nhà ông ấy đâu. Thì cũng chỉ vì lo cho công việc chung mà như vậy. Bác biết không, bác Minh luôn tự hào nói với chúng em, bác yên tâm công tác là vì có một người vợ đảm đang, thương chồng, thương con và hết mực ủng hộ những công việc và quyết định của bác ấy đấy á. Thế nhưng mà tôi... Bà đây, tôi biết bà đã vất vả lo cho gia đình. Cảm ơn bà vì đã hy sinh cho tôi với con Hằng. Bà ủng hộ tôi và con bà nhé, cùng đóng góp một chút cho làng xóm. Bà chẳng phải hôm trước tôi đưa bà sang bên sóng biển thăm nhà bác, bà chẳng khen nhà văn hóa rộng rãi và đẹp quá. Đó là hiệu quả của việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đấy bà. Mẹ ơi, thời gian qua mẹ đã vất vả nhiều rồi, cắt đi một phần mảnh vườn cũng là để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn, lại hợp lý cho xóm, thuận cả đôi đường mẹ. Bố còn cô chỉ là cái giỏi định thôi. Bà xem đấy, mãi lo cho bố con tôi mà bà không biết sắp đến làng xóm ta sẽ nhiều thay đổi. Sân vận động được mở rộng này, đường làng và xóm thanh thang hơn, sáng ngời ánh điện, đường hoa từ đầu làng đến cuối làng, đời sống bà con mình sẽ nhiều thay đổi. Ta đồng ý cho bà con này đi triển khai bà nhé. Thì nhà ông đấy, ông chả luôn tự hào, tôi luôn ủng hộ những quyết định và việc làm của ông sao? Vậy là mẹ đồng ý rồi đấy mẹ nhá. Thì nào tôi có nói lại được với bố con nhà cô, chủ tịch mặt trận, rồi bí thư chi đoàn, cả khối dân dân mà vào cuộc như thế này thì việc gì mà chẳng nhất. Vậy thì tốt quá, đó là sự chung sức đồng lòng của gia đình ta cùng toàn thể bà con nhân dân thế này thì nước mình cái gì cũng thành công.